Nhiều phương tiện truyền thông nói rằng là đất xung quanh vành đai 4 Hoài Đức ấy, tăng lên 160 triệu đồng một mét vuông, thì tôi cũng thấy rất là buồn cười và lạ nữa. Đặc biệt là các bạn biết vành đai 3.5 này là đâu đó mới giao dịch, mà ở bên kia cái khu vực mà gọi là Bắc An Khánh ấy, giá nó khoảng tầm 215 đến 230 triệu đồng một mét vuông mặt đường vành đai 3.5. Còn ở chỗ An Khánh Hoài Đức mà giáp Vinhome Smart City thì đâu đó nó có nhiều người đang chào bán khoảng tầm là 290 triệu, là chưa kể tiền nhà đấy, chứ tức là 290 triệu chưa kể tiền nhà, chỉ có tính tiền đất thôi, một mét vuông đấy. Thì còn ở bên trong ấy, thì làn bên trong thì nó khoảng tầm 250 triệu đồng một mét vuông đấy. Còn ví dụ như đất dịch vụ An Thọ thì trước đây, cách đây trước Tết ấy, thì đâu đó nó khoảng tầm 80 triệu đồng một mét vuông đến 90 triệu đồng, và bây giờ nó tăng lên khoảng tầm, mới giao dịch nhá, thì tôi thấy là 120 triệu hoặc là 115 triệu đồng một mét vuông đấy. Thì đã là rất là gần trung tâm đó, mà nó chỉ 160 cho đến 150 triệu đồng một mét vuông là quá cao rồi. Nhưng mà các bạn biết, đặc biệt là cái chỗ khu vực vành đai 3 ấy, có hàng ngàn người đi qua lại, bây giờ ô tô tắc đường đấy, mà giá đâu đó chỉ khoảng tầm 30 tỷ nhá, 30 tỷ là được 190 4 mét vuông, mặt tiền 7 mét thì nó hơi nhỏ cái mặt tiền thôi, nhưng mà giá đâu đó nó khoảng tầm là 160 triệu đồng một mét vuông đó. Đấy là vành đai 3, rất là đông của người có thể làm văn phòng được đó, ở khu vực Linh Đàm nhé. Thì tôi đang có khách gửi như vậy. Nhưng mà ngược lại quý anh chị, tôi hẳn thấy rằng là nhiều người nói là thổi đất ở khu vực vành đai 4 ở An, khu vực mà Hoài Đức như vậy là sai nhé. Bởi vì là cái khu vực đất dịch vụ An Thượng thì nó đâu đó nó khoảng tầm là trước đây, trước Tết ấy, thì bằng giờ năm ngoái này, thì giá đâu đó nó khoảng tầm là 60 triệu đồng một mét vuông, thì bây giờ giao dịch khoảng tầm 90 đến 95 triệu đồng một mét vuông, diện tích nhỏ thì đâu đó nó hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Còn khu vực mà Lại Yên ấy, Vân Canh, thì những cái diện tích nó nhỏ nhá, diện tích 50 mét vuông ấy, mặt tiền nó khoảng 4 5 mét ấy, thì đâu đó là giá khoảng tầm là 82 83 triệu đồng một mét vuông. Còn diện tích lớn thì nó khoảng tầm là 70 triệu đến 75 triệu là bên trong. Còn mặt đường dịch vụ Lại Yên thì đâu đó nó khoảng tầm là 160 đến 170 triệu đồng một mét vuông. Còn vành đai 4 thì bây giờ vẫn chưa hình thành. Nếu trong trường hợp mà vành đai 4 là mà giá 160 triệu đồng một mét vuông thì thực sự là đây là cao nhé. Anh em cẩn trọng kẻo là bị ngáo giá nhé. Đấy thì hoặc là FOMO theo thị trường là bị đu đỉnh đấy. Đấy, thì quý anh chị có ý kiến như thế nào thì để lại bình luận bên dưới. Còn các khu vực đất của quý anh chị ở các tỉnh thành khác đã thấy ấm lên chưa? Thì hãy để lại cái bình luận bên dưới nha, và nhớ chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình được biết. Rồi, xin chào và gặp lại anh em.